203. Tại vì qua cái giường mua mà chuẩn bị có giường á, chứ cái bay nó thấy làm gì đó lâu lét. Ngày nay không có đứa mua nghỉ chứ. Tưởng mua nghỉ nữa thì thôi. Có đào phải đi. Thì có đào phải đi thì không, tự nhiên bị mất ngủ quê chán. Ta mất ngủ rồi ta quậy quá, ông không ngủ được. Ta làm đủ trò ấy, ta dạy ta lục đục miết rồi ta xuống ta ăn thử ta có ngủ được không. Ta ăn vô ta cũng ngủ, xong rồi cái ta nằm một tiếng rồi ta không ngủ được, ta dạy ta uống thuốc cho ngủ, uống thuốc chập cũng không ngủ được. Ta dạy ta đi toilet, ta đi ra, ta đi vô, ta rục rục ha, ta bực mình kinh luôn á. Đi là mai thứ bảy nữa chứ còn đi sinh nhật, ta sợ nấu vô na vô rồi nữa. Mày chứ mà mày mày 3 giờ như ngủ mà dạy mày gì mày gì thiệt quạo thiệt, hay là do ta ăn cherry nhiều quá ta, mà cherry cũng bổ máu mà, ăn đâu chua đâu, chua thì mới tỉnh thì loại nó đâu chua đâu. Nhiều khi chứ không có. Mặt nó nhiều hay ít cái lại. Người này với người bên cạnh là đây nè, còn con Trang làm là người đi riêng thì phải. Đúng không ta? Nói xong rồi hỏi lại. Anh chị à, cũng không biết đâu chồng biết. Người nằm biết đâu ra là thì con bé hồi nãy nói là anh chị đi 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 vô trước là biết rồi. Đó, hai người đi vô trước thì cái hàng khỏi nấu ăn thì để đó con Thúy nấu ra cái chị ra nó anh bi, nó anh bi ngó bi mắc chơi game bằng đầu chơi game rồi. Ok anh vô anh nấu xong rồi từ trưa nay tụi bay tự tự hiểu luôn. Mì biết nấu mì tôm rồi, biết cắm cơm rồi. Với xin nó nói anh bị lấy mì tôm xong với lấy cơm ăn mì tôm này. Thế quá được rồi. Ngày mai chắc khỏi nấu quá ta. Chắc đứa quá chứ gì nè. Mà mai ta đi sinh nhật về chắc tao quẹo cháo. Mai đi đâu không? Chị lo mai đi ăn thôi đừng uống. Tối nay. Tối đi. Chắc chị uống á. Mình nghĩ rằng lâu đời ta đi chơi bữa mới ta banh nắp bữa chứ chị. Uống cả sái chai được rồi như bữa hôm nữa. Cho chó ăn chè. Để dịp khác. Chị Loan ấy. Không có ai cứu tụi ai mấy. Thiệt á. Chị bỏ con vậy trời. Ta làm không có chị là mấy đứa thật nó chậm dễ sợ luôn. Có chị là cứ một số. Mà
cái cục nãy giờ đã gì xem. Được bự quậy mà không, không uống mà vừa vô. Uống như nhà mà uống vừa thôi, uống cho vui thôi. Mà uống rượu vang năm túi mới về mới chập mới say. Thế còn uống bia là lãng no. Uống bia mà uống nhiều loại bia là thôi. Uống bia cộng uống rượu uống đùm lum là thôi, ta nói banh chè thì. Anh Phương nói bạn thích cái quán to to đó. Không phải thích nhưng mà có quán khác như mình nó... Không gian nó đồng lắm. Chị thấy quán nó đồ ăn cũng... Nói chung cũng chị thấy cũng được. Ừ. Dạ. Một kiểu nhớ nhưng mà không gian nó rộng quá gì chứ. Thành nó đánh thì dây nó loãng. Quậy cũng hay quậy. Kêu trai nhảy qua nhảy nữa mà. Xong muối xấu ơ đồ đó. Đồ vẫn thương. Ừng đứa. Không kêu đi chứ. Trong cho họ đi vừa vừa. Tao đứng đi đông quá. Đi đông quá không đủ. Không mời. Sợ mời người đi phải có người kia. Chứ không cũng kỳ. Biết Phương rồi. Quen biết đông quá mà. Phương giờ có quen ai không vậy? Ừ. Phương. Phương à? Phương làm chi có quen ai? Thấy là người yêu. Không, không biết yêu. Phương không biết yêu. Chị ra. Đấy, còn mấy phút nữa mình xong rồi. Ông kêu với bà rảnh qua quấy bột kìa. Bà mua rảnh không biết. Quấy nhiều nhiều luôn. Không quay là tiếc. Núi vô cùng. Chị định không ấy chứ. Vì nhìn thấy cũng ít á. Mà nhìn chập thì thấy nhiều. Con nào là con nói. Ai vô thấy thằng ngồi bằng vai mà ngồi bị mình chết chết. Thấy gái ngồi bằng vai mà ngồi bị... không thể chấp nhận được. Mà chị ngồi cũng quen á, chứ chị là như em ngồi chắc một nửa. Giờ mày nhỏ con. Ví dụ như mấy người không quen thế khó thì mình nhỏ em nghĩ ra. Ủa trời, hồi xưa tao ngồi hai chân bỏ lên nữa. Mà mấy đứa hắn bắt trước ngồi theo trần á. Ngồi theo là mấy tí hồi xưa. Bởi vì thấy Hà ngồi cũng lò lò bỏ này nè. Khách xã hội nó nhìn quá ghẹ. Nhiều khi đang nặng bụng xuống. Mình đang nặng quay qua thấy chân mình nó đang hồng lắm. Cái xong mấy khách khác nhìn bà mà ngồi thấy khó đỡ ghê. Không ngồi sữa nặng mụn đã. Ngồi đứa nặng mụn mới ra kiểu đứa. Người mới vô ghê nhìn thấy chị ngồi hoảng. Chị
Còn Vương Đức con kia ngầu ghê hả, ngầu thấy chó đái. Tao đặt ra là thấy chó đái. Ok xong rồi đây. Em hòa bột giùm chị cái. Tranh thủ tranh thủ đi. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Có trả tiền chi nữa không em? Dạ không. Sáng nay nghe bà nó bị sưng những mạch mạch người đây. Hôm kia cái ngày gì tiêm nhiều ấy, chứ hôm qua có tiêm mà đâu. À tiêm môi nó thì bình thường, tiêm môi đẹp mà. Tiêm xíu xíu không chi, nhưng giờ gì tiêm với người nó hơi nhiều. Hơi nhiều cái chỗ khoái cười. Chắc phải tan ra rồi. Chiều nay nó hậu qua tan ra cho rồi. Chứ không tết nhất rồi, nguy hiểm. Cái bà mà chị năn nỉ tim mô không chịu. Chú đang càng nhìn càng thấy nhiều vậy trời. Chị em thấy mỗi em cái ưng tiêm đang kêu vô đây. Ai? Mà chị em kêu vô đây. Mày về mày tìm chắc cái mỏ là thầu vậy. Ai mà tìm chắc chị cũng xỉu ngang. Chị đây chị còn... Chị cứu không kịp luôn. Rồi nói con đi cũng có thiên tai. Mới nhìn nó tiêm. Em sợ biểu mỗi lên. Không, không có biến chứng em xử lý không kịp đâu. Để em đem dù. Nhưng mà chị dặn nè, khi mà em đem đồ về tiêm tiêm chị tiêm, nhưng mà chắc phải đem theo bình thuốc tan. Lỡ có sự cố mà xử lý liền được. Ý là mình đem phòng thôi. Nhưng mà như được thì chỉ có cầm thôi chứ đâu. Thì cầm thì nhưng cầm vẫn đem. Cứ rồi chẳng chắc. Lỡ có chi biết đường mà có đường sở biết không. Ý là mình cầm theo thôi chứ còn... Nó phải gọi đi. Chứ là hai tiêm cầm là tiêm gần hao mà tiêm. Không, em tiêm cầm thì em chỉ tiêm một xe thôi nha, đừng tiêm nhiều, vì cũng sưng ghê lắm. Kiểu cầm mẹ thì em cũng giống cầm mẹ em này chứ thích. Cũng thiếu một xíu nữa đó. Em đi ba đường. Ba đường là một đường ở giữa là nhiều, xong hai bay. Tại em phải canh cái lượng filler. Canh ví dụ như chừng 633 đó này. Đây nè. Ở hai ở giữa là 6, còn hai bên là 4. Một bên là 22. Một bên là quên, ở giữa là mỗi 4. Bên là 3. Mỗi bên là 3, ở giữa là 4 đúng không? Phải không ta? Đúng là rồi. Đủ rồi đúng không? Nhưng mà ở giữa có thể là nữa. Một nữa, tại vì ở giữa là nó lo ra. Cứ canh canh đó, cứ canh canh ra rồi anh nhớ là được. Rồi nó đều.